là Bâng Khdon của Mỹ Tú, Tứk Pray của Long Phú, Tứk Pray nhà vô địch đấu box 2012. Bơi bên phía khán đài ghe số 28 trong trang phục, các vận động viên trong trang phục màu cam, và cũng giống như trang phục màu cam của Tứk Pray, đó là Bâng Khdon của Mỹ Tú. Chúng ta chú ý Bâng Khdon số 17, Tứk Pray số 28. Tứk Pray bơi bên trái màn hình của quý vị đang xem, tức là bên khán đài. Bên phải màn hình đó là Bâng Khdon của Mỹ Tú. Hai đội vẫn còn so kè với nhau, và bây giờ sẽ cùng bứt tốc khi đã bước vào khán đài. Hai đội ghe với trang phục gần giống như nhau đang so kè với nhau trên dòng sông Maspero. Ghe số 17 đó là Tứk Pray, đó là Bâng Khdon của Mỹ Tú. Ghe số 28 là Tứk Pray, bên trái là Tứk Pray, bên phải và Bâng Khdon. Bâng Khdon đang tạm thời dẫn trước Tứk Pray, Bâng Khdon đang tạm thời dẫn trước Tứk Pray, Bâng Khdon đang dẫn trước nhà vô địch ốc bốc 2012. Và vừa rồi chúng ta thấy ở điểm đích thì Bâng Khdon là đội đã chạm đích trước. Chúng ta cùng chờ trọng tài kết luận ở trận thi đấu này. Bằng mắt thường thì chúng ta đã thấy như vậy, và chúng ta chờ xem lại hình ảnh chiếu chậm. Bâng Khdon là đội dẫn trước trên đường đua, dẫn trước 3m, 2m, và đội dẫn trước đã chạm đích trước, đó là Bâng Khdon. Bạt số móc